Cập nhật tình hình COVID-19 cả nước và thành phố Cần Thơ. VNPT Cần Thơ bán hàng bình ổn luân phiên tại 8 điểm ở các khu đông dân cư. Thực hiện chủ trương của thành phố về cung ứng hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu người dân trong thời gian giãn cách xã hội, VNPT Cần Thơ đã đề xuất với Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và các ngành hữu quan thành phố cấp phép cho đơn vị thực hiện chương trình bán hàng thiết yếu bằng hình thức xe lưu động tại các khu đông dân cư trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Mỗi ngày, VNPT Cần Thơ tổ chức 2 chuyến xe bán hàng bình ổn theo hình thức lưu động, luân phiên tại 8 điểm ở các khu đông dân cư trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy, gồm trụ sở VNPT Vinaphone Cần Thơ, số 2, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, điểm bán bình ổn đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, khu dân cư An Khánh và khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, khu dân cư 586, phường Phú Thứ và khu đoàn thể cũ quận Cái Răng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, điểm bán hàng hẻm 91 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới và khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã đề nghị các cơ quan có liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn VNPT Cần Thơ triển khai bán hàng bình ổn cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại điểm bán, đồng thời thông tin cho người dân ở các địa phương biết và đến mua hàng tại các điểm bán hàng bình ổn của VNPT Cần Thơ. Thời gian bán hàng bình ổn của VNPT Cần Thơ được thực hiện từ nay đến hết ngày 16 tháng 8. Khung giờ bán hàng bắt đầu là từ 7 sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.